quê Đi sắc ra bà dần chạm bát sát. Câu số 3, câu số 4. A thô cha tích khá dần bát tù. A thô cha tích khá dần bát tù. A thô cha tích khá dần bát tù. Câu số 4. A phi nhà vô sĩ tù mũ ni. A phi nhà vô sĩ tù mũ ni. A phi nhà vô sĩ tù mũ ni. Lặp lại câu 3, câu 4. A thô cha tích khá dần bát tù. A phi nhà vô sĩ tù mũ ni. A thô cha tích khá dần bát tù. A phi nhà vô sĩ tù mũ ni. A thô cha tích khá dần bát tù. A phi nhà vô sĩ tù mũ ni. Câu 5, câu 6. Sắp bao vô si tác vô xa năng. Sắp bao vô si tác vô xa năng. Sắp bao vô si tác vô xa năng. Tam hằng phù mỹ phẩm mát năng. Sắp vô si tác vô tạ xa năng. Tam hằng phù mỹ phẩm mát năng. Sắp vô si tác vô xa năng. Tam hằng phù mỹ phẩm mát năng. Mình đọc lại từ trên xuống dưới ha. Búp bê ni hòa sang vô quê ni sắc ra ba dân cha phá sát tí á thù cha tích khai dân bán tù áp bình nhà vô sĩ tù mô ni tắp bá vô sĩ tá vô xa năng tá má hằng phù mi phạm má năng. Búp bê ni hòa sang vô quê ni sắc ra ba dân cha phá sát tí á thù cha tích khai dân bát tù áp phiền nhà vô sĩ tù mũ nị tắp bá vô sĩ tắp vô xa năng tắp má hằng phù mít rầm mát năng. Búp bê nếu hòa sân vô quê đi sắc ra ba dân cha phá sát tí á thù cha tích khai dân bát tù áp phiền nhà vô sĩ tù mũ nị tắp bát vô sĩ tắp vô xa năng tắp má hằng phù mít rầm mát năng. À, quý vị thấy đọc dài quá thì quý vị có thể chia ra làm hai ha. Búp bê ni hòa sang vô quê đi sắc ra ba dân cha pa sa ti a thu cha tích khả dân bát tôn a phi nhà vô sĩ tu mu ni sắp bá vô sĩ tá vô xa năng tam hằng phù mỹ phẩm mát năng. Đọc lại ha. Búp bê ni hòa sang vô quê đi sắc gà ba dân cha pa sa ti a thô cha tích khai dân bát tôn a phi nhà vô sĩ tu mu ni sắp bao vô si tá vô xa năng tam hằng phù mỹ phẩm mát năng. À, đó là cái giọng kinh ha, giọng kinh có hai cách đọc. Bây giờ chúng ta qua giọng kệ. Kệ thì một câu 8 từ, chúng ta chia làm hai và cố gắng đọc một lần hai câu để cái âm điệu nó tương nhau lên và xuống ha. Búp bê ni hòa sang vô quê đi sạc ra ba văn cha văn sa tì a tô cha tính khai văn bằng tuôn a phi nhau vô si tô mu ni sấm ba vô si ta vô sa năng ta ma hăng pru mi prâm ma năng. Đọc lại ha. Búp bê ni hòa sang vô quê đi sang ra ba văn cha ban sa tì
thô cha tín khai dân bàn tụng phi nhau vô si tô mu ni sấm ba vô si ta vô sa năng ta ma hăng phu mi brahm ma nhận. Đọc lại lần thứ ba ha. Bố bê ni quá sân vô quê đi sang ca ba dân cha văn sa tỳ à thô cha tín khai dân bàn tu à phi nhau vô si tô mu ni dẫm ba vô si ta vô sa năng ta ma hăng phu mi brahm ma năng. Ai biết được đời trước thấy thiên giới đọa xứ đạt được sanh diệt tận thắng trí tự vi hành Bậc Môn Ni đạo sĩ viên mãn mọi thành tựu ta gọi Bà La Môn. Rồi xin mời Sĩ Kim, Sĩ Mita, Sĩ Kim Nhung, Sĩ Hà. Con xin chào sư Chí Đức. Con biết bữa nay sư Pháp Tràng có vô không? Tại con không coi các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Sư cho tụi con hỏi, tụi con hỏi ba bốn người hỏi luôn, sư không trả lời nữa sư. Ok, cái câu số 1 đó, chữ quê đi hay là quê đi ha. Rồi cái câu số 4, mu mu ni hay là mu mu ni. Sư cho con biết đi sư, để con lúc mà con phân tích nó không có sai á, mấy người hỏi đó. Nhiều người hỏi đó, quay đi hay là quay đi, mu ní hay là mu ni. Sư đánh lên cho tụi con biết đi sư, rồi con trả lại luôn. Trời ơi, con chờ đó. Bữa nay câu dài sư đọc một hơi ngầu thiệt cái sư, quá chừng đi còn không đọc nổi một hơi vậy đâu. Con sẽ quá cô, con mà cố quá con thành quá cố luôn đó. Dạ, ngài đưa tay. Alo, 123, 123, quý vị nghe rõ không? Nghe rõ không? Im ru vậy à? Hả? Xin trả lời quý vị nha. Nghe giọng đọc hồi nãy chưa? Chữ quê đi, câu đầu tiên. Búp bê nếu qua sân vô quê đi. Rồi, đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, câu thứ ba, câu số bốn. A phi nhà vô sĩ tô mút ni. Câu đầu á, là quê đi. Câu số bốn là mút ni. À, đọc hồi nãy giờ đọc tới ba lần luôn. Nghe là một câu ba lần lặp đi lặp lại. Vậy mà cũng cũng còn thắc mắc ha. À, rồi bây giờ nghe lại ha. Búp bê nếu qua sân vô quê đi sắc gà ba dân chấp phá sát tí á thô cha tích khá dân ba tổ á phi nhà vô sĩ tổ mũ ni sắp ba vô sĩ tạ vô sa năng tâm á hằng phù mít brahm mát năng. Nghe rõ chưa? Chữ câu số 4 là mũ ni, câu đầu tiên là quê đi. Rồi xin mời. Dạ con xin cảm ơn sư. Con nghe thì rõ giống như vậy đó, nhưng mà sư post trên cái screen đó thì nó không giống như sư đọc, mà tụi con sợ đọc á thì tụi con sẽ bị dụa đi chết chắc đó. Để con hỏi cho chắc ăn, con thấy con nghe sư đọc á thì là quay đi với đâu muốn nghi, nhưng mà sư post bài á không giống như vậy. Thành ra tụi con sao con gọi là xăm mình đó sư, hỏi lại cho sư dụa. Như vậy cũng đỡ ha, Hồng Thị Kim Dung ha. Dạ. Vậy được rồi đó. Thôi bây giờ con trả bài luôn đi. Con
Con bắt đầu lại, con xin trả bài Kinh Pháp Cú câu 423. Phúc bê ni hoa sang vô quê đi sắc gà pha dành cha phát sa ti át hồ cha ti ca dân phát tổ. Á bình nhà vô si tổ mu ni sắp bao quá si ta vô sa năng ta ma hằng rù mi rầm ma năng. Đọc lần lần nữa đi. Phúc bê ni hoa sang vô quê đi sắc gà pha dành cha phát sa ti át hồ cha ti ca dân phát tổ. Á bình nhà vô si tổ mu ni sắp bao quá si ta vô sa năng ta ma hằng rù mi rầm ma năng. Tích câu một câu ha, tại nó sáu câu, con trai hiền nó chìm hai sư, mỗi lần ba câu ha. Như sư đọc ba câu cái sư nghĩ đó. Phúc là trường âm ngắn, bê là trường âm thông thường, ní đoạn âm, qua trường âm thông thường, xăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chỗ sư chọi con trúc nha. Câu số 2, tử giờ còn chưa bỏ máy thâu nữa, trời đất ơi chết chắc rồi. Kinh Pháp Cú câu 423. Câu số 2, sắc là trường âm ngắn, ga pha là hai trường âm thông thường, danh trường âm ngắn, chá đoạn âm, pass trường âm ngắn, xá tí hai đoạn âm. Câu số 3, á đoạn âm, thô thô và cha là trường âm thông thường, tích là trường âm ngắn, khá là đoạn âm, dân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pass là trường âm ngắn, tô là trường âm thông thường. Đọc lại câu 1, câu 2, câu 3, rồi đọc câu 4, câu 5, câu 6 và phân tích câu 4, câu 5, câu 6. Phúc bê ni hoa sang vô quê đi sắc gà pha dành cha phát sa ti át thô cha ti ca dân bắt tô. Á bình nhà vô si tô mu ni sắp ba quá si ta vô sa năng ta ma hằng rù mi rầm ma năng. Đọc một lần ba câu muốn tắt hơi luôn nữa. Sư công nhận sư hay thiệt, ngầu thiệt. Còn phân tích câu số 4, số 5, số 6. Á đoạn âm, thinh trường âm ngắn, nhà vô hai trường âm thông thường, xí đoạn âm, tô trường âm thông thường, mú đoạn âm, nhì trường âm thông thường, sáp trường âm ngắn, bá quá xí tá bốn đoạn âm, vô sa hai trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má hai đoạn âm, hân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pru trường âm thông thường, ní đoạn âm, râm trường âm ngắn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 3, đọc lại câu 4, câu 5, câu 6 và đọc lại nguyên bài rồi ca kệ. Á bình nhà vô si tô mu ni sắp bao quá si ta vô sa năng ta ma hằng rù mi rầm ma năng. Phúc bê ni hoa sang vô quê đi sắc gà pha dành cha phát sa ti át hồ cha ti kha dành phát tổ. Á bình nhà vô si tô mu ni sắp bao quá si ta vô sa năng ta ma hằng rù mi rầm ma năng. Phúc bê ni hoa sang vô quê đi sắc gà pha dành cha phát sa ti át hồ cha tích kha dành phát tổ. A bình nhà vô si tổ mu ni sắp ba qua si ta vô sa năng tăng rù mi rầm ma năng. Câu số 5 nhầm một cái. Câu số 5 câu số 5 sắp là trường âm ngắn, bá quá xí tá là bốn đoạn âm, vô sa là hai trường âm thông thường, năng là trường âm đọc nguyên âm. Văn hả, chữ văn. Á thô chà tí khai văn ca cái văn văn dầm. Không biết, để đi. Á bình nhà ok, đọc lại một lần nha. Đọc thiếu chữ vô. Ok, đọc lại một lần nha. Đọc lại nguyên bài một lần đi. Phúc bê ni hoa sang vô quê đi sắc gà pha dành cha phát sa ti át hồ cha tí ca dằng phát tồ.
A bình nhà vô si tổ mu ni sắp bao qua si tà vô xà năng tam hằng rù miên rầm ma năng. Chắc là cái âm thanh của cái cô Hà hả, tôi nghĩ rằng cái wifi của cô nó bị làm sao á, chứ chữ nào tôi cũng đặt chữ vô hết trơn, không có thiếu chữ vô nào hết. Thôi bây giờ ca kệ đi. Phục tê ni hoa sang vô quế đi sạc ra pha danh cha phát sát tì a thô cha tình ca văn phát trô a bình nhà vô si tô mu ni sắp bao qua si ta vô sa năng ta ma hằng rù mi râm ma năng phục bê ni hoa sang vô quế đi sắc gia pha dân cha phát sa ti a thô cha tịch kha dân phát tổ a pin nha vô si tô mu ni sắp ba wa si ta vô sa năng ta ma hằng rù mi râm ma năng. chữ dân ai biết được đời trước thấy thiên giới đỏ xứ đạt được sanh diệt tặng thắng chí tự viên thành bậc mâu ni đạo sĩ viên mãn mọi thành tựu ta gọi bà la môn. Đó là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Con không biết mấy người nó nói con chữ 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 cha tí khai dân 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 hay dâm hả, nó có một đùi đọc là dân, cũng biết thôi. Sư con có sai, sư sửa cho con hay sư? Con xin trả máy lại và cảm ơn quý vị đó cho bông qua gì đó, vỗ tay vỗ chân đó. Dạ. Yeah. Alo, 123, 123. Xích Kim viết sai, cho nên đọc nó cũng trật luôn. Sắp bao vô si ta vô sa năng, chữ vô si ta mà viết là quá si ta, cho nên sửa lại chỗ đó. Sắp bao vô si ta vô sa năng, câu số 5 Huynh An Trần cũng đã nhắc ha. Đại ý như thế này, ai biết được đọc trước thấy được đúng hay sai. Cái quan trọng là như vậy đó, chứ không phải là ai biết được đời trước thấy thiên sứ đọa sứ, mà ai biết được đọc trước thấy được đúng hay sai. Thì bây giờ sai phải sửa nha. Sắp bao vô si ta vô sa năng, câu số 5. Chị kem vô si ta viết sai, cho nên cái đọc là quá không à, chứ chắc rồi, thấy Quỳnh Giang Nhật Hà cũng biết nữa kìa ha. Đó rồi, chỉ có sai cái chữ đó, viết sai cho nên đọc là quá xí tá, chứ thật sự nó là vô xí tá ha. Rồi xin mời xí mê ta. Dạ. Trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang và con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng và con cũng xin trả bài câu pháp cú 423. Dạ, để con kéo xuống con đọc bài của sư. Búp bề ni hoa sang vô quê đi sắc gà ba văn cha ba sa ti a thô cha tích kha văn bát tô a phình nhà vô si tô mu ni sắp ba vô si ta vô sa năng ta ma hằng pru mi pram ma năng. Và con xin phân tích câu 1 và câu 2. Búp trường âm nhấn, b trường âm thông thường, ní đoạn âm qua trường âm thông thường, xăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô quê hai trường âm thông thường, đí đoạn âm, sắc trường âm nhấn, ga ba hai trường âm thông thường, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá đoạn âm, bát trường âm nhấn, xá tí hai đoạn âm.
Bề ni hòa sang vô quê đi sắc ga ba văn cha bát sa tê. Và con phân tích tiếp tục câu 3, câu 2, câu 3 và câu 4. Á đoạn âm thô cha, hai trường âm thông thường tích, trường âm nhấn khá, đoạn âm văn, trường âm đọc theo giọng nguyên âm bát, trường âm nhấn tô, trường âm thông thường. Dạ xin lỗi, để có ai gọi con cho con mở cửa rồi con đọc tiếp. Dạ. Dạ, con xin phân tích trở lại câu 3 và câu 4. Á đoạn âm thô trường âm thông thường, cha trường âm thông thường, tích trường âm nhấn khá, đoạn âm văn, trường âm đọc theo giọng nguyên âm bát, trường âm nhấn tô, trường âm thông thường. Á đoạn âm phinh trường âm nhấn, nha trường âm thông thường, vô trường âm thông thường, xí đoạn âm tô trường âm thông thường, mú đoạn âm ni trường âm thông thường. A thô cha tích khá văn bát tô a phình nhà vô xí tô mú ni. Và con phân tích tiếp câu 5 và câu 6. Sắp trường âm nhấn bá đoạn âm vô trường âm thông thường, xí tá hai đoạn âm vô trường âm thông thường, xa trường âm thông thường, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pru trường âm thông thường, mí đoạn âm, pram trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, a phình nhà vô si tô mu ni ba wo si ta wo sa năng ta ma hằng pru mi pram ma năng. Và con xin đọc lại hết bài. Búp bê ni wa sang yo we di sắc ga ba yang cha ba sa ti a tho cha tích kha yang bát tô a phình nha wo si tô mu ni sắp ba wo si ta wo sa năng ta ma hằng pru mi pram ma năng. Búp bê ni wa sang yo we di sắc ga ba yang cha ba sa ti a tho cha tích kha yang bát tô a phình nha wo si tô mu ni sắp ba wo si ta wo sa năng ta ma hằng pru mi pram ma năng. Ai biết được đời trước thấy thiên giới đọa xứ đạt được sanh diệt tận thắng trí tự viên thành bậc mâu ni đọa sĩ viên mãn mọi thành tựu ta gọi bà la môn. Và đó là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Và con xin kể. Búp bi ni hoa sang vô quê đi sắc ga ba văn cha bát sa tỳ a thô cha tích kha văn bát tô a phình nha vô si tô mu ni sắp ba vô si ta vô sa năng ta ma hăng pru mi pram ma năng. Và con đã đọc xong và kể xong. Có chỗ nào sai sót xin ngài cùng với đạo tràng chỉnh sửa cho con. Và con kính cảm ơn. Và con xin nhường mic cho người kế tiếp ạ. Dạ alo alo ạ. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ kính chào các anh chị trong đạo tràng, kính cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc câu kệ ngôn số 423. Búp
bề ni hòa sàng dô huệ đi sắc gà bà dàng cha ba sa ti át thổ trà tích kha dàng bát tổ a phìn nhà vô si tổ mu ni sắp ba vô si ta vô xà nàng ta ma hằng rù mi pram ma nàng búp bề ni hòa sàng dô huệ. Con xin đọc lại. Búp bề ni hòa sàng dồ huệ đi sắc gà bà dàng cha ba sa ti a thổ trà tích kha dàng bát tổ a phìn nhà vô si tổ mu ni sắp ba vô si ta vô xà nàng ta ma hằng pro mi pram ma nàng. Ai biết được đời trước, thấy thiên giới đọa xứ, đạt được sanh diệt tận, thắng trí tự viên thành, bậc mâu ni đạo sĩ, viên mãn, mọi thành tựu. Ta gọi bà La Môn là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin phân tích ạ. Câu 1 và câu 2. Búp là trường âm nhấn. B là trường âm thông thường. Ní là đoạn âm. Qua là trường âm thông thường. Sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Yô, quê là hai trường âm thông thường. Đí là đoạn âm. Sắc là trường âm nhấn. Ga, ba là hai trường âm thông thường. Dăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chá là đoạn âm. Bát là trường âm nhấn. Xá tí là hai đoạn âm. Búp bề ni hòa sàng dồ quề đi sắc gà bà dàng cha ba sa tị. Câu 3 và câu 4 ạ. Á là đoạn âm. Thô ca là hai trường âm thông thường. Tích là trường âm nhấn. Khá là đoạn âm. Dăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Bát là trường âm nhấn. Tô là trường âm thông thường. Á là đoạn âm. Phin là trường âm nhấn. Nha, vô là hai trường âm thông thường, xí là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, mú là đoạn âm, ni là trường âm thông thường. A thổ trà tích kha dằng bát tổ a phìn nhà vô si tổ mu ni. Câu 5 và câu 6 ạ. Sắp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, vô là trường âm thông thường, xí, tá là hai đoạn âm, vô xa là hai trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má là hai âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, pram là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sắp ba vô si ta vô xà nằng ta ma hằng pro mi pram ma nằng. Bề ni hòa sàng dồ quề đi sắc gà bà dàng cha ba sa ti át thổ trà tích kha dàng bát tổ a phìn nhà vô si tổ mu ni sắp ba vô si ta vô xà nàng ta ma hằng pru mi pram ma nàng. Dạ con xin kể ạ. Búp bê ni hòa sàng dô quê đi sắc gà ba dăng cha ba sa ti a thô cha tích khả dăng ba tô a phi nha vô si tô mu ni sắp ba vô si ta vô sa năng ta ma hăng pro mi pram ma năng. Búp bê ni hòa sang dô quê đi sắc gà ba dăng cha ba sa ti a thô cha tích khả dăng ba tô a phi nha vô si tô mu ni sắp ba vô si ta vô sa năng ta ma hăng pro mi pram ma năng. Ai biết được đời trước, thấy thiên giới đọa xứ, đạt được sanh diệt tận, thắng trí tự viên thành, bậc mâu ni đạo sĩ viên mãn mọi thành tựu, ta gọi bà La Môn là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc kệ và phân tích xong ạ. Con có sai, con kính thỉnh sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp. Dạ con kính cảm ơn sư. Dạ kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Con xin xuống mic. Thân mời Hà. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Mày, Nam Mô Sằng Thầy. Dạ con kính đảnh lễ ngài Chư Đức, Chư Pháp Tràng, Chư Tôn Đức Tăng và các cô tu nữ, các bà và đạo tràng. Dạ, con xin trả bài. Búp bề ni hòa sàng dô quề đi sát gà bà chằng cha bà sa tí á thù trà tí khai dặn bát tổ á phình nhà vô si tổ mu ni sát ba vô si ta vô xà nặng ta ma hằng thù mi brahma nặng.
Búp bê ni hoa sang vô quê đi sát gà bà dân cha bà sa tí á thô cha tích khai dân bắt tổ á phình nhà vô si tổ mô nì sát bà sô si ta vô sa năng ta ma hằng rù mi brahm ma năng. Búp là trường âm nhấn bê, trường âm thông thường, lý đoạn âm qua trường âm thông thường, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô quê hay trường âm thông thường, đí đoạn âm, sát trường âm nhấn, ga pa hai trường âm thông thường, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá đoạn âm, bas trường âm nhấn, xá tí hai đoạn âm, đúc bề ni hòa sang vô quê đi sát ga pa văn cha pa xá tí. Ác là trường âm, as là đoạn âm hô, cha hai trường âm thông thường, tích là trường âm nhấn, khá đoạn âm, văn trường âm dòng nguyên âm, bát trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, á đoạn âm, sinh trường âm nhấn, nha trường âm thông thường, vô, nha vô là hai trường âm thông thường, xí đoạn âm, tô trường âm thông thường, mú đoạn âm, ni trường âm thông thường. Atho cha tích kha dân bắt tô a phình nhà vô si tô mô nì sát trường âm nhấn bá đoạn âm vô trường âm thông thường xí đoạn âm ta xí tá hai đoạn âm vô trường âm thông thường xa vô xa hai trường âm thông thường năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm tá má hai đoạn âm hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm ru trường âm thông thường mí đoạn âm plum trường âm nhấn má đoạn âm năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm sắp ba vô si ta vô xà năng ta ma hằng bù mi brahm ma năng búp bê ni hòa sang vô quê đi sát gà bà dân cha bà sa ti a thô cha tích kha dân bát tổ a phình nhà vô si tổ mu ni sát bà vô si ta vô sa năng ta ma hằng bù mi brahm ma năng ai biết được đời trước thấy thiên giới đọa xứ đạt được sanh đoạn diệt thắng trí tự viên thành bậc Mâu Ni đạo sĩ viên mãn mọi thành tựu ta gọi Bà La Môn và con xin kệ Đức Bê Ni Quá Sang Vô Quê Đi Sa Ga Ba Yam Cha Ba Sa Ti A Tho Cha Tích Tha Yam Bát Tô A Phin Nha Vô Si Tô Mù Ni Sắp Ba Vô Si Ta Vô Sa Năng Tamahang bru mi brahmanang. Dạ con có sai xin ngài và đại tràng chỉnh sửa, con xin trao mất lại cho vị kế tiếp. Alo. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, kính chào toàn thể đạo tràng. Xin cảm ơn các vị đã cho biết tín hiệu âm thanh rõ. Dạ con xin đọc câu pháp cú 423. Búp bê ni hoa sang vô quê đi sát gà ta dân cha tát sa tí á thô cha tích khá dân pháp tô á phìn nhà vô sĩ tô mu ni sát ba vô sĩ ta vô sa năng ta ma hằng phù mi phẩm ma năng. Búp bê ni hoa sang vô quê đi sát gà ta dân cha tát sa tí á thô cha tích khá dân pháp tô A phiền nhà vô sĩ tô mù ni sâm ba vô sĩ ta vô sa năng ta ma hằng phù mi phẩm ma năng. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Bức đề ni hoa sang vô quê đi sắc gà pa văn chất tát sát tí. Bức là trường âm nhấn, b là trường âm thông thường, ní đoạn âm, qua trường âm thông thường, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô quê hai trường âm thông thường, đí đoạn âm, sắc trường âm nhấn, ga pa hai trường âm thông thường, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá đoạn âm, pas trường âm nhấn, xá tí hai đoạn âm,
búp bê ni hoa sang vô quê đi sắc gà pa dân chát tát sát tí. Còn phân tích câu 3 và câu 4. Á thô cha tích khai dân bát tô á tình nhà vô sít tô mu ni. Á là đoạn âm, thô cha là hai trường âm thông thường, tích là trường âm nhấn, khá đoạn âm, dân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bát trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, á đoạn âm, tinh là trường âm nhấn, nha vô hai trường âm thông thường, xí là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, mú đoạn âm, ni là trường âm thông thường, á thô cha tích khai dân bát tô á tinh nha vô xí tô mú ni. Con xin phân tích câu 5 và câu 6. Sát ba vô xích ta vô xa năng ta má hằng vô mi phẩm má năng. Sát là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, vô là trường âm thông thường, xí tá hai đoạn âm, vô xa hai trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má hai đoạn âm, hằng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô trường âm thông thường, mí đoạn âm, râm trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sắp ba vô xít ta vô xà năng ta ma hằng phù mí cầm má năng. Con xin đọc lại câu pháp cú 423. Bút đề ni hoa sang vô quê đi sắc gà pa dân chát phát sát tí á thô cha tí khai dân phát tô. Á phình nhà vô sĩ tổ mu ni sắp ba vô sĩ ta vô xa năng ta ma hằng phù mi phẩm ma năng. Ai biết được đời trước, thấy thiên giới đọa xứ, đạt được sanh diệt tận, thắng trí tự viên thành, bậc mâu ni đạo sĩ, viên mãn mọi thành tựu, ta gọi bà la môn. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin đọc kệ ạ. Phúc minh hóa sang vô về đi sắc gà ta văn cha ta sa tê a thô cha tích kha văn pa tô a phi nha vô si tô mu ni sa ba vô si ta vô sa năng ta ma hăng phu mi pam ma năng vum đê ni wa sang yo we đi sắc gà ta văn cha ta sa tê a thô cha tê kha văn pa tô a phi nha vô si tô mu ni sa pa vô si ta vô sa năng ta mang phu mi pam ma năng. Dạ con đã đọc phân tích và kể xong ạ. Dạ có gì sai xin nhờ sư trí đức và các đạo hữu chỉnh sửa dùm. Xin cảm ơn An Trần đã post bài. Dạ xin cảm mic xin nhìn quý vị kế tiếp ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú 423. Búp bê ni hoa sang yô quê đi sắc gà pha dăng cha bát sa tí á thô cha tích khá dăng phá tô. Á phình nhà vô si tô mu ni sắp ba vô si ta vô sa năng ta ma hăng rù mi rằm ma năng. Con xin phân tích câu 1, câu 2, câu 3. Búp trường âm nhấn, bê trường âm thông thường, ní đoạn âm, qua trường âm thông thường, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, yô quê hai trường âm thông thường, bí đoạn âm, sắc trường âm nhấn, ga pha hai trường âm thông thường, dăm trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá đoạn âm, phát trường âm nhấn, xá tí hai đoạn âm, á đoạn âm, thô cha hai trường âm thông thường, trường âm nhấn, khá, đoạn âm, dăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phát, trường âm nhấn, tô, trường âm thông thường. Búp phê ni hoa sang yô quê đi sắc gà pha dăng cha phát sa ti á thô cha tích khá dăng phát tô. Con xin phân tích câu 3, 4, 5, 6, á, đoạn âm, phinh. Trường âm nhấn, nha,
vô, hai trường âm thông thường, xí, đoạn âm, tô, trường âm thông thường, mú, đoạn âm, ni, trường âm thông thường, sáp, trường âm nhấn, bá, đoạn âm, vô, trường âm thông thường, xí, á, hai đoạn âm, vô, trường âm thông thường, sa, trường âm thông thường, năng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá, má, hai đoạn âm, hăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, trường âm thông thường, mí, đoạn âm, brầm, trường âm nhấn, má, đoạn âm, năng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, a phin nha vô si tô mô ni sáp ba vô si ta vô sa năng ta ma hăng rút mi râm ma năng. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú 423. Búp bê ni wa sang so quê đi sắc ga pa yang cha bát sa ti a thô cha tích kha yang pasto a phin nha vô si tô mô ni sáp ba vô si ta vô sa năng ta ma hăng ru ni ram ma năng. Búp bê ni wa ha sang vô quê đi sắc ga pa yang cha pan sa ti a tho cha tích kha yang pa to a phin nha vô si tô mu ni sáp ba vô si ta vô sa năng ta ma hăng ru mi ram ma năng. Ai biết được đời trước thấy thiên giới đọa xứ đạt được sanh diệt tận thắng trí tự viên thành bậc mâu ni đạo sĩ viên mãn mọi thành tựu ta gọi bà la môn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con có sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ, con xin đảnh lễ Ngài Chí Đức. Con xin kính chào quý sư và quý cô nữ. Con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu Phật môn 423. Túc bề ni hòa sẵn dồ quê tí sát gà bà dằn Chapasati, Chapasati Atho Chatikayang Pato, Afinya Wosito, Sapa Wosita Wosanang, Tamahang Prumi Pramanang. Bề ni hòa sang vô quê đi sắc gà bà dằn bà dằm cha bát sa ti hát thồ cha tích kha dằn bát tồ. Búp là trường âm nhấn, bê trường âm thông thường, ní đoạn âm, qua trường âm thông thường, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô quê hai trường âm thông thường, đí đoạn âm, sát trường âm nhấn, ga ba hai trường âm thông thường, dâm trường âm nhấn, chá đoạn âm, pas trường âm nhấn, xá tí á là ba đoạn âm, thô trường âm thông thường, cha trường âm thông thường, tích trường âm nhấn, khá đoạn âm, dân âm đọc theo giọng nguyên âm, bát trường âm nhấn, tô trường âm thông thường. Con xin đọc câu 1, câu 2. Úp bề ni hòa sang vô quê đi sắc gà bà dầm chấp át sá tí át thồ. Át sá tí át thồ cha tích khá dần bát tồ. Áp áp phần nhà vô sĩ tồ mù. Sĩ tồ mù ni sắp bá vô sĩ tá vô sa năng. Tá ma hằng phù mi phạm ma năng. À, á là trừ á là đoạn âm, phình trường âm nhấn, nha trường âm thông thường, vô trường âm thông thường, xí đoạn âm,
Tô trường âm thông thường, mũ đoạn âm, ni trường âm thông thường, sáp trường âm nhấn, bá đoạn âm, vô trường thông thường, xí tá hai đoạn âm, vô trường âm thông thường, sa trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo dòng nguyên âm, tá má hai đoạn âm, hằng trường âm đọc theo dòng nguyên âm, pru trường âm thông thường, mí đoạn âm, prom trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo dòng nguyên âm. Afin nhà wo si to mu ni sa ba wo sa wo sa nang ta ma hang tru mi ram ma nang bup bê ni wa sang yo we di sa ga ba yang. Xin đọc lại. Bập bề ni wa san yo we di sa ga ba yam cha pa sa ti a tho cha tích kha yang pa to a phình nhà wo si to mu ni sa pa wo si tha wo sa năng ta ma hằng pru mi brahm ma năng. Bụt bề ni hòa sang vô quê đi sát gà bà dân. Bụt bề ni hòa sang vô quê gà bà dân chát bát sát tí á thù chà tích khai dân phát tù. A phần nhà vô sĩ tù mu ni sát bá vô sĩ tá vô sa năng. Ta ma hằng pru mi brahm ma năng. Bề ni hòa sẵn dô quê đi sát gà bà dầm chắc bà sát tí á thù chà tích khá dân bát tù. Á phình nhà vô sĩ tô muốn đi sát bà vô sĩ tá vô sa năng tá ma hằng rù mi rầm ma năng. Ai biết được đời trước thấy thiên giới đọa xứ đạt được sanh diệt tận thắng trí tự viên thành. Bậc Mâu Ni đạo sĩ viên mãn mọi thành tựu, ta gọi bà La Môn. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc xong, con xin mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ phúc hạnh, và con kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc kinh Pháp Cú số 423. Bất bề ni và sằng dồ về đi sắc gà phá dằng cha phát sa ti ác thồ cha tích khá dằng phát thồ a bình nhà vô si trồ mu ni sáp ba vô si ta vô sa năng ta ma hằng ru mi trầm ma năng. Phúc bề ni và sằng vô về đi sắc gà phá dằng cha phát sa ti a thồ cha tích khá dằng phát thồ a bình nhà vô si trồ mu ni sáp ba vô si ta vô sa năng ta ma hằng ru mi trầm ma năng. Dạ xin, con xin đọc câu 1, câu 2, câu 3 và phân tích. Phúc bề ni và sằng vô về đi sắc gà phá chẳng cha phá sa tí a thô cha tích khá dăng phá tô. Phúc là trường âm nhấn, b là trường âm thông thường, ni là đoạn âm, va là trường âm thông thường, sằng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô là trường âm thông thường, V là trường âm thông thường, đí là đoạn âm, sắc là trường âm nhắn, ga, pa là hai trường âm thông thường, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, phát là trường âm nhắn, xá tí là hai đoạn âm, á là trường âm nhắn, thô là trường âm thông thường, cha là trường âm thường, tích là trường âm nhắn, khá là đoạn âm, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phát là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường. Dạ con xin đọc lại và phân tích câu 4, 5, 6.
phúc bề ni và sang vô về đi sắc gà phá dặn cha phát sát thi a thổ cha thích cha dặn phát tổ a bình nhà vô si tổ mu ni sắc và vô si ta vô sa năng ta ma hằng ru mi tâm ma năng a bình nhà vô si tổ mu ni sắc và vô si ta vô sa năng ta ma hằng ru mi râm ma năng a là đoạn âm. Binh nha là hai trường âm, binh nha vô là hai trường âm, xí là đoạn, binh nha vô là ba trường âm, xí là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, mú là đoạn âm, ni là trường âm thông thường, sáp là trường âm nhắn, bá là đoạn âm, vô là trường âm thông thường, xí tá là hai đoạn âm, vô là trường âm thông, vô sa là hai trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru là trường âm thông thường, mí đoạn âm, râm là trường âm nhắn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ con xin đọc lại. Phúc bề ni ba sang vô về đi sắc gà phá dằn cha phá sa ti a thô cha ti kha dằn phá tô a bình nhà vô si tô mu ni sa ba vô si ta vô sa năng ta ma hằng ru mi râm ma năng. Ai biết được đời trước thấy thiên giới đọa xứ đạt được sanh diệt tận thắng trí viên thành bậc mâu ni đạo sĩ viên mãn mọi thành tựu, ta gọi bà la môn. Bản dịch của hòa thượng Minh Châu. Dạ con xin cảm ơn ngài Trí Đức và kính cảm ơn đạo tràng. Con xin mời đạo hữu Thanh Hoàng. Alo, 23123, Sư Thanh Hoàng, Sư Minh Từ chờ một tí nha. Hôm nay Quân An Trần tuyên bố dòng đọc chúng tôi giải. Trong cái sự phân tích thì có chữ sinh nhà vô, ba từ này đúng là ba trường âm nhưng mà nó là trường âm gì? Những cái đoạn trước, đoạn sau thì phân tích rất là rõ ràng. Nhưng mà phin nha vô cho đây là ba trường âm. Nhưng mà trong ba trường âm này, một trường âm nhắn và hai trường âm thông thường. Trường âm nhắn là chữ phin ha. Nha vô là hai trường âm thông thường ha. Huynh An Trần. Khi mà coi như phân tích thì rất là chính xác toàn bộ cái câu Phật ngôn này. Nhưng mà giọng đọc của Huynh An Trần câu số 2 sắp ra ba dân cha phát sa ti thì sắp ra ba dân, nhưng mà trên giọng đọc thì Huynh đọc là sắp ra ba dân. Chỉnh lại chỗ này ha, bởi vì khi phân tích chữ ra chữ ba là hai trường âm thông thường thì chính xác. Còn một điểm nữa, nói về văn phạm á, thì cái câu số 2 này sắc ra ba dân cha phát sạch tí thì chỉ dân này nó rời ra chứ không có dính liền với chữ chá. Khi mà nó dính liền với chữ chá thì chữ M có dấu chấm này nó sẽ trở thành chữ N có dấu ngã ở trên. Sắp ra ba danh cha nó là trường âm nhấn. Còn trường âm đọc theo giọng nguyên âm thì chữ dân này nó phải rời ra chứ không thể nào chữ dân mà nó dính liền với chữ cha. Huynh An Trần chú ý nè, ví dụ như cái câu mà chúng tôi đưa lên thì nó rời ra chứ nó không có dính liền như là huynh ha. Bởi vì người ta nhìn vào đó người ta sẽ hiểu lầm về cái văn phạm sắc ra ba dân chấp pháp sa tị ha.
Huynh đang cần chú ý chỗ này ha. Rồi, hôm nay Huynh cũng tiến bộ rất nhiều, giọng đọc trôi chảy ha, còn bị vấp một hai điểm thôi, không sao, cứ thế mà làm, bảo đảm sẽ thành công. Rồi, mời Sĩ Thanh Hoàng nha. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng cùng quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu, con xin đọc câu kinh Pháp Cú 423. Búp bê ni hoa sang dô quê đi sắc gà bà dàng cha bát sa ti á thô cha tích khá dàng bát tô á phình nha vô sô mô ni sắc bà vô sĩ ta vô Sita vô sa năng ta ma hằng rô mi pram ma năng Búp bê ni hoa sang. Con xin đọc lại, con xin sám hối. Búp bê ni hoa sang dô quê đi sắc gà bà dàng cha bát sa tích á thô cha tích khá dàng bát tô A phình nha vô si tô mu ni sắc bà vô si ta vô sa năng ta ma hằng rù mi pram ma năng. Con xin phân tích ba câu đầu tiên ạ. Búp bê ni hoa sang dô quê đi sắc gà bà dàng cha bát sa tích á thô cha tích khá dàng bát tô. Búp là trường âm nhấn, bê là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, qua là trường âm thông thường, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dô quê là hai trường âm thông thường, ní là đoạn âm, sắc là trường âm nhấn, ga pa là hai trường âm thông thường, chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, pass là trường âm nhấn, xá tí là hai đoạn âm. Á là đoạn âm thô, cha là hai trường âm thông thường, tích là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, dăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pass là trường âm nhấn, tô là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con đọc lại ba câu và con phân tích tiếp ba câu. Búp bê ni hoa sang dô quê đi sắc gà bà dàng cha bát sa ti á thô cha tích khá dàng bát tô. A phình nha vô si tô mu ni sa pa vô si ta vô sa năng ta ma hằng rù mi pram ma năng. Á là đoạn âm, phình là trường âm nhấn, ná, nhá, nha vô là hai trường âm thông thường. Xí là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, mú là đoạn âm, ni là trường âm thông thường. Sắc là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, vô là trường âm thông thường, xí tá là hai đoạn âm, vô sa là hai trường âm thông thường. Năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru là trường âm thông thường. Mí là đoạn âm, bram là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Con xin đọc lại cả bài. Búp bê ni hoa sang dô quê đi sắc gà bà dàng sa bát cha bát sa ti á thô cha tích kha dàng bát tô á nha vô si tô mu ni sa pa vô si ta vô sa năng ta ma hằng rù mi pram ma năng. Búp bê ni hoa sang dô quê đi sắc gà bà dàng cha bát sa ti á thô dàng tích khá dàng bát tô á phình nha vô si tô mu ni sa pa vô si ta si ta vô sa năng ta ma hằng rù mi pram ma năng. Ai biết được đời trước, thấy thiên giới đọa xứ, đạt được sanh diệt tận, thắng trí tự viên thành. Bậc Mâu Ni đạo sĩ viên mãn mọi thành tựu, ta gọi Bà La Môn. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Hưng Châu ạ. Con xin kể. Bú bê ni hoa sang dô quê đi sang gà ba giang cha bát sa ti a thô cha tích kha chăng pát tô a phình nha vô si tô mu ni sắp ba vô si ta vô sa năng ta ma hằng rú mi râm ma năng. Bú bê ni hoa sang dô quê đi sang gà
pa chăng cha pat sa ti at tho cha tik kha yang pat to a phi nya vô si to mu ni sam ba vô si ta vô sa năng ta ma hang ru mi brahma năng. Dạ, con đã đọc và kệ xong, con có sai, con xin ngài và quý đạo hữu sửa cho con xin xuống đích. Thân mời niệm từ. Dạ, con xin đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng trong đạo tràng, con kính lễ với bà với cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Và cảm ơn đạo tràng đã cho niệm từ biết là âm thanh rõ. Và con xin đọc và phân tích câu pháp cú hôm nay là 423. Và cảm ơn Quỳnh An Trần đã host bài học lên. Dạ. Túc bề ni hòa sang yô về đi sắc gà bà yàng cha bát sa ti a thô cha tích kha yàng bát tô a thìn nhà vô si tô mu ni sắc ba vô si ta vô sa năng ta ma hằng bù mi brahm ma năng. Túc bề ni hòa sang yô về đi sắc gà bà yàng cha bát sa ti a thô cha tích kha yang bát đồ a thìn nhà vô si tô mu ni sắp ba vô si ta vô sa năng ta ma hằng ru mi brahm ma năng. Dạ, con xin đọc phân tích ba câu, một câu hai và câu ba. Búp bê ni hoa sang yô quê đi sắc gà ba yang cha bát sa ti a thô cha tích kha yang bát. Và câu số 1. Búp là trường âm nhẫn, bê là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, hoa là trường âm thông thường, xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, yô quê là hai trường âm thông thường, ní là đoạn âm. Và câu số 2. Sắc là trường âm nhẫn, ga ba là hai trường âm thông thường, dân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, pass là trường âm nhấn, xá tí là hai đoạn âm. Và câu số 3, á là đoạn âm, thô là trường âm thông thường, cha là trường âm thông thường, tích là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, dân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pass là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường. Và con xin đọc và phân tích câu số 3. Câu số 4, số 5 và số 6. Afinya wo sito muni sapa wo sita wo sanang tamahang rumi brahmanang. Và câu số 4. A là đoạn âm, fin là trường âm nhấn, na wo là hai trường âm thông thường, xí là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, mú là đoạn âm, ni là trường âm thông thường. Và câu số 5, sắp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, vô là trường âm thông thường, xí tá là hai đoạn âm, vô là trường âm thông thường, xa là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và câu số 6, tá má là hai đoạn âm, hân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, brư là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, brahm là trường âm, má là đoạn âm, năng là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, con xin đọc lại. Búp bê ni hoa sang yô vi quê đi sắc gà bà yàng cha bà sa ti a thô cha tích kha yàng bát tô. A thìn nhà vô si tô mu ni sắp bà vô si ta vô sa năng ta ma hằng bù mi brahm ma năng. Và con xin kệ câu pháp cú 423. Bực bể ni hoa sang dỗ quê đi sang ga ba yang cha ba sa ti a thổ cha tinh kha yang ban to
Vinya vô si tô mu ni Sampa vô ti ta vô sa năng Tam hăng phu mi brahma năng. Ai biết được đời trước, thấy thiên giới đọa xứ, đạt được sanh diệt tận, thắng trí tự viên thành, bậc Mâu Ni đạo sĩ viên mãn mọi thành tựu, ta gọi Bà La Môn. Đó là bản dịch chuyển ngữ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc và phân tích xong, không có sai môn ngài và đạo tràng chỉnh sửa lại dùm con ạ. Dạ, con kính cảm ơn đạo tràng thật nhiều. Dạ, bây giờ mời bàn tay của Giang Nhật Hạ. Nam Mô Bức Thà. Dạ. Dạ, Nam Mô Bức Thà, Nam Mô Thầm Mà. Dạ, Nam Mô Sang Khà. Dạ. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Pháp Trang, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu Pháp Cú 423 ngày hôm nay ạ. Búp bê ni hoa sang yô quê đi sắc gà ba dằn chá bát sá thi á thô chà tích khá dằn bát tô á phình nhà vô sĩ tô mu ni sắp bá vô sĩ tá vô sa năng tá ma hằng rù mi prâm ma năng. Búp bê ni hoa sang yô quê đi sắc gà ba dằn chá bát sá thi á thô chà tích khá dằn bát tô á phình nhà vô sĩ tô mu ni sắp pa vô si ta vô sa năng ta ma hằng bru mi pram ma năng. Và con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Búp là trường âm nhấn, bê là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, qua là trường âm thông thường, xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô là hai trường âm thông thường, đí là đoạn âm, sắc là trường âm nhấn, ga ba là hai trường âm thông thường, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, bát là trường âm nhấn, xá, tí là hai đoạn âm. Búp bê ni hoa quê đi sắc gà ba dần chá bát sá tí. Và câu số 3 và câu số 4. Á thô chà tích khá dần bát tô á phình nhà vô sĩ tô mu ni. Á là đoạn âm, thô cha là hai trường âm thông thường, tích là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bát là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, á là đoạn âm, phin là trường âm nhấn, nha, vô là hai trường âm thông thường, xí là đoạn âm, tô là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tô là trường âm thông thường, mú là đoạn âm, ni là trường âm thông thường. Á thô cha tít khá dần bách tô á phình nhà vô si tô mu ni. Và câu số 5 và câu số 6. Sắp pa vô si ta vô sa năng ta ma hằng bru mi pram ma năng. Sắp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, vô là trường âm thông thường, xí, tá là hai đoạn âm, vô sa là hai trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, prom là trường âm. Nhấn âm vô sa năng tá ma hằng bru mi prom ma năng. Dạ con xin đọc lại ạ. Búp bê ni hoa sang vô quê đi sắc gà ba dần chấp sát tí á thô cha tích khá dần bắt tô á phình nhà vô sĩ tô mu ni sắp ba vô sĩ ta vô sa năng ta ma hằng bru mi pram ma năng. Ai biết được đời trước, thấy thiên giới đọa xứ, đạt được sanh diệt tận, thắng trí tự viên thành, bậc Mâu Ni đạo sĩ viên mãn mọi thành tựu, ta gọi Bà La Môn. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Búp bê ni hoa sang vô quê đi sang ga ba dân cha ba sa ti
Dạ, con đã đọc xong và kể xong và cảm ơn huynh An Trần đã post bài. Nếu sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ, con xin mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, sư Pháp Trang. Kính chào quý sư cô tôn nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài câu pháp cú năm 423. Bụt Tề Ni Va Sang Yo Ve Ti Sắc Ga Pa Yang Cha Pa Sa Ti A Tho Cha Ti Kha Yang Pa To A Pin Nha Vo Si To Mu Ni Sappa Vo Si Ta Vo Sa Nang Tama Hang Pru Mi Brahma Nang. Dạ, con xin phân tích hai câu đầu. Bức bê bít Bức bê ni va sang yô vê đi sắc gà pa yang cha pa sa tí. Bức là trường âm nhấn, p là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, va là trường âm thông thường, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, yô vê là trường âm, hai trường âm thông thường, đí là đoạn âm, sắc là trường âm nhấn, ga pa là hai trường âm thông thường, dăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, pas là trường âm nhấn, xá tí là hai đoạn âm. Giờ con xin phân tích câu 3 và câu 4. Atho cha tích kha yang patto apinya vô si to muni. Á là đoạn âm, thô cha là hai trường âm thông thường, tích là trường âm nhấn, tá là trường âm thông thường, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tát trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, á là đoạn âm, pin là trường âm nhấn, nha vô là hai trường âm thông thường, xí là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, mú là đoạn âm, ni là trường âm thông thường. Con xin phân tích câu 5 và câu 6. Sappavo sitavo sa nang tamahang brumi brahma nang. Sap là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, vô là trường âm thông thường, xí tá là hai đoạn âm, vô là trường âm thông thường, sa là trường âm thông thường, nang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, râm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và con xin đọc lại. Bức bê ni va sang yô vê đi sắc gà pa yang cha pa sa ti a thô cha tích kha yang pa tô a pin nha vô si tô mu ni sắp pa vô si ta vô sa năng tam ma hằng pru mi brahm ma năng. Ai biết được đời trước, thấy thiên giới đọa xứ, đạt được sanh diệt tận, thắng trí tự viên thành, bậc mâu ni đạo sĩ, viên mãn mọi thành tựu, ta gọi bà la môn. Dạ, con xin kệ. Puppe ni va sang yo ve di sakka pa yang cha pa sa ti. Atho cha ti kha yang pa to a pin nha vô si to mu ni sa pa vô si ta vô sa năng ta ma hang pru mi brahm ma năng. Dạ, con xin hết. Nếu con có sai xin sư và đạo tràng chỉnh sửa. Con xin mời vị kế tiếp. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư. Dạ, alo. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư, con kính lễ quý cô tu nữ. Con kính chào đạo tràng.
Cho con được ôn bài câu Các Cú 423. Dạ con xin đọc. Búp bê ni và sanh vô về đi sắc gà ba dân cha bát sa ti ép thổ chà tí khá dân bát tổ ép phình nhà vô si tổ mu nì sắp đá vô si si tá vô xà nành tá má hằng rù mỹ rầm má nành búp bê ni và sàn dồ về đi sắc gà bà dần chá bát sa ti a thồ chà tí khá dần bát tổ a phình nhà vô si tổ mu ni sắp ba vô si ta vô xà nành tá ma hành rồ mi rầm á nành bề ni và sành dồ về đi sắc gà bà dần cha ba sa ti a thồ cha ti khá dần bát tổ a phần nhà vô si tổ mu ni sa ba vô si ta vô sa nành ta ma hành rồ mi rầm má nành. Dạ con xin phân tích. Búp là trường âm ngắn, bê là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, và là trường âm thông thường, sanh là trường âm đặt theo giọng nhân âm, vô là trường âm thông thường, về là trường âm thông thường, đí là đoạn âm, sắc là trường âm nhấn, ga ba là hai trường âm thông thường, dân là trường âm đặt theo giọng nhân âm, chá là đoạn âm, bát là trường âm nhấn, xá tí là hai đoạn âm, á là đoạn âm, thô là trường âm thông thường, cha là trường âm thông thường, tí là trường âm nhấn, khá âm, văn là trường âm thông, trường âm đặt theo giọng nhân âm, bát là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, á là đoạn âm, phinh là trường âm nhấn, nha vô là hai trường âm thông thường, xí là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, mú là đoạn âm, ni là trường âm thông thường, sát là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, vô là trường âm thông thường, xí tá là hai đoạn âm, vô là trường âm, vô xa là hai trường âm thông thường, năng là trường âm đặt theo giọng nhân âm, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đặt theo giọng nhân âm, ru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, râm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đặt theo giọng nhân âm. Ai biết được đời trước thấy thiên giới đọa xứ đạt được sanh tận, sanh diệt tận, thắng trí tự viên thành, Bậc Mâu Ni đạo sĩ viên mãn, mọi thành tựu ta gọi Bà La Môn. Đây là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin được kể. Bất thê ni ba sang vô về đi Sát kha ba dâm cha ba sa ti A thô gia ti cha dân bà tổ a phân nhà vô si tổ mù nì sa ba vô si ta vô sa năng ta mang rú đi răm ma năng
Búp bê ni ba sang vô về đi Sắc gà ba dâm gà ba sa ti A thô gia ti khá dạ A thô gia ti khá dâm ba tô A thô cha ti khá dâm ba tô A phân nha phô si tô bồ ni Sa ba vô si ta vô sa nam Ta ma hăng phô mi râm ma nam Dạ con đã đọc bài xong, dạ con có sai xin quý sư vào đạo tràng chỉnh sửa cho con. Dạ con xin xuống mic. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh đại trí đức, con kính đảnh lễ sư pháp trang và quý cô tu nữ. Con chào đạo tràng, con xin phép đọc bài cái pháp cú 423. Túc bề ni và sằng vô về đi sắc sắc ca sắc gà pa yằng chấp hát sát tí át thù chát tít khá yằng bát tổ áp bình nhà vô sĩ tổ mù ni sắp ta vô sĩ ta vô xà năng ta ma hằng vùng mi brahm ma năng. Con xin phân tích câu 1 và 2. Bề ni hòa sanh vô về đi sắc gà pa yằng chấp hát sát tí bút trường âm nhấn b trường âm thông thường ní đoạn âm qua trường âm thông thường sanh trường âm đọc theo giọng nguyên âm vô trường âm thông thường v trường âm thông thường trí đoạn âm sắc trường âm nhấn gà pa hai trường âm thông thường văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm chá đoạn âm pass trường âm nhẫn sát tí hai động âm bút bề ni hòa sằng vô về đi sát gà pa yằng phá sát tí câu 3 và 4. A thù cha tí khá yằng bát tù á bình nhà vô sĩ tù mú ni á đoạn âm khô cha hai trường âm thông thường tít trường âm nhấn khá động khá đoạn âm văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm bát trường âm nhấn tô trường âm thông thường á đoạn âm pin trường âm nhẫn nha trường âm thông thường vô trường âm thông thường xí đoạn âm tô trường âm thông thường mú đoạn âm ni trường âm thông thường á thù chất tích khá văn bát tô á pin nhà vô xí tô mu ni câu 5 và 6. Sắp ba vô sĩ ta vô sa năng ta ma hằng vùng mi brahm ma năng sắp trường âm nhân tá đoạn âm vô trường âm thông thường xí đoạn âm tá đoạn âm vô trường âm thông thường sa trường âm thông thường năng trường âm đọc theo giọng âm tá má hai đoạn âm pru trường âm thông thường mí đoạn âm xin lỗi pru trường âm nhấn mí đoạn âm râm trường âm thông thường má đoạn âm năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm sắp ba vô sĩ ta vô sa năng ta hằng vô mí râm má năng ai biết được đời trước thấy thiên giới đọa xứ đạt được sanh diệt tận thắng trí tự viên mãn bậc mâu ni đạo sĩ viên mãn mọi thành tựu ta gọi bà la môn của hòa thượng Thích Minh Châu. Con xin phép được kể. Bùm bê đi quá sang vô quê đi sang ga pa yang cha pa sa ti an thu cha tin kha yang ban tu a pin nha wo si tu mu ni sam ba wo si ta wo sa nang ta ma hang bu bi bam ma nang. Dạ thưa con kính tri ân ngài và con kính tri ân quý sư và đạo quý cô tư nữ và đạo tràng. Con xin cảm ơn cả nhà. Dạ. Alo. Dạ con xin kính lễ quý sư. Xin kính chào tất cả quý vị trong lớp. Con xin phép được đọc câu kinh Pháp Cú số 423.
búp bê ni và sang vô về đi sắc gà bà dằng cha bát sa ti a thô cha tích ca dằng bát tô áp phần nhà vô si tô mu ni sắp ba vô si ta vô sa năng ta ta ma hằng phù mi rầm ma năng. Dạ dạ con xin hỏi đạo tràng có nghe được âm thanh của con? Dạ con xin phép phân tích câu 1 và câu 2. Chữ búp là trường âm nhấn, chữ b là trường âm thông thường, chữ ní là đoạn âm, chữ va là trường âm thông thường, chữ xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ vô là trường âm thông thường, chữ quê là trường âm thông thường, chữ đí là đoạn âm, chữ sắc là trường âm nhấn, chữ ga là trường âm thông thường, chữ ba là trường âm thông thường, chữ văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ đoạn âm, chữ bát là trường âm nhấn, chữ sa là đoạn âm, chữ tí là đoạn âm. Đọc lại câu 1 và câu 2. Búp bê ni và sang vô về đi sắc ga ba văn cha bát sát tí. Phân tích câu 3 và 4. Atho cha tít kha văn bát tô á phân nha vô si tô mu ni. Chữ á là đoạn âm. Chữ á là đoạn âm, chữ thô là trường âm thông thường. Chữ cha là trường âm thông thường, chữ nít, chữ tích là trường âm nhấn, chữ khá là đoạn âm, chữ văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ bát là trường âm nhấn, chữ tô là trường âm thông thường, chữ á là đoạn âm, chữ phinh là trường âm nhấn, chữ nha là trường âm thông thường, chữ vô là trường âm thông thường, chữ xí là đoạn âm, chữ tô là trường âm thông thường, chữ mú là đoạn âm, chữ ni là trường âm thông thường. Đọc lại câu 3 và câu 4. Atho cha tích kha văn bát tô áp phình nhà vô si tô mu ni. Câu 5 và câu 6. Sắp áp vô si tắp vô sa năng tam ma hàng phù mi rầm ma năng. Chữ sắp là trường âm nhấn, chữ bá là đoạn âm, chữ vô là trường âm thông thường, chữ xí là đoạn âm, chữ tá là đoạn âm, chữ vô là trường âm thông thường, chữ sa là trường âm đọc theo giọng nguyên, chữ sa là trường âm thông thường, chữ năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ tá là đoạn, chữ má là đoạn âm, chữ hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ ru là trường âm thông thường, chữ mí là đoạn âm, chữ râm là trường âm nhấn, chữ má là đoạn âm, chữ năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 5 và câu 6. Sắp bá vô si táp vô sa năng tam ma hằng phù mi râm ma năng. Đọc lại nguyên bài. Búp bê ni và sang vô về đi sắc gà bà dằng cha bát sát ti á thô cha tích khá dằng bát tô á phình nhà vô si tô mu ni sắp bá vô si ta vô sa năng ta ma hàng phù mi rầm ma năng. Dạ, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ai biết được đời trước, thấy thiên giới đọa xứ, đạt được sanh diệt tận, thắng trí tự viên thành, bậc mau ni đạo sĩ, viên mãn mọi thành tựu, ta gọi bà La Môn. Dạ, dạ con xin xuống mít, con có sai chỗ nào xin sư và các bạn trong lớp chỉ dùm. Cảm ơn quý vị. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Con thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, ơn đức Phật, ơn đức Pháp, ơn đức Tăng. Dạ cảm ơn Quang Thành Thiện Vụ Khích Đỡ Men Chích Trân Phụng Cây Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Đạo men ơi, có người kêu nài đạo men sao không kể kìa đạo men. Đạo men kể cũng hay lắm mà sao không kể kìa, có người kêu nài kìa. Giờ có đưa bàn tay lên kể không? Hả xích đạo men. Hello, có đưa bàn tay lên kể không? Thì Nhật Quỳnh nhận mít theo lời yêu cầu. Dạ, còn không có thấy bàn tay, cũng không có cái bàn tay nào đưa lên. Con xin được trả bài câu pháp của kinh số 423.
Búp bê ni hòa sàng dơ quê đi sắp gà bà. Dạ con sai rồi. Búp bê ni hòa sàng dơ quê đi sắp gà bà dặn cha ba sát ti a thờ cha tích kha dặn bà tơ a phình nhà vô si tơ mu ni sập ba vô si ta vô xa năng ta ma hằng su mi râm ma năng. Búp bê ni hòa sàng dơ quê đi sắp gà bà dặn cha ba sát ti a thờ cha tích kha dặn bà tơ a phình nhà vô si tơ mu ni sập ba vô si ta vô xa năng ta ma hằng su mi râm ma năng. Dạ con kinh phân tích câu 1 và câu 2. Bất trường âm nhấn, B trường âm thông thường, lý đoạn âm qua trường âm thông thường, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chá đoạn âm, bát trường âm nhấn, xá tí hai đoạn âm. Búp bề đi qua sang dơ quê đi sắp gà bà dăng chắp bát xá tí. Câu 3 và câu 4, á đoạn âm, thô, cha, hai trường âm thông thường, tích, trường âm nhấn, âm văn, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Bát trường âm nhấn, tô, trường âm thông thường, á đoạn âm, hình trường âm nhấn, nga, trường âm thông thường, vô, trường âm thông thường, xí đoạn âm, tô, trường âm thông thường, mũ, đoạn âm, ni, trường âm thông thường. Á thô, cha, tích, khá văn, bát, tô, á phịnh, nhà, vô, xí, tô, mũ, ni. Câu 3 và câu 4, sắp, trường âm nhấn, bá, đoạn âm, vô, trường âm thông thường, xí, tá, hai đoạn âm, vô, thông thường, xa, trường âm thông thường, năng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá, má, hai đoạn âm, hăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru, trường âm thông thường, mí, đoạn âm, sâm, trường âm nhấn, má, đoạn âm, non, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đừng có lo dở, mình đọc để mình nghĩ tưởng tới những lời Đức Phật dạy là được rồi. Từ từ nó sẽ giỏi thôi. Ở đây đâu có phải ca sĩ đó mà đừng mình sợ dở. Quan trọng mình có để tâm vào cái câu kệ của Đức Phật dạy không thôi. Dạ con xin đọc lại nguyên bài ạ. À. Búp bê ni hòa sang dơ quê đi sắp gà bà dăn cha ba sa ti a thơ cha tích kha dăn bà tơ a phình nhà vô si tơ mu ni sắp ba vô si ta vô xa năng ta ma hằng su mi râm ma năng. Dạ con phân tích và đọc có sai, con cung thỉnh ngài và đạo tràng chỉ dạy cho con. Dạ con xin được kệ ạ. À. Bập bê ni hoa sẵn dơ quê đi sạp gà ba chân cà bạc xa ti à thơ cha tích khả dân ba tơ à thiên nhà vô sĩ tơ mu ni sạp ba vô si tà vô sa năng tà ma hăng su mi sâm ma năng. Búp bê ni hòa sằng dơ quê đi sạch ra ba văn cha ba sa ti à thơ cha tịch khả năng ba tơ à thiên nha vô sĩ tơ mu ni sạp ba vô si tà vô sa năng tạ ma hăng su mi sâm ma năng. Dạ. Con đã trả bài xong, con có sai chỗ nào xin ngài và đạo tràng chỉ dạy cho con. Nhật Quỳnh là kệ dở nhất luôn nghe nè mẹ, mà Nhật Quỳnh không bao giờ sợ. Lý do Nhật Quỳnh chỉ nghĩ đến lời dạy của Đức Thế Tôn, hoan hỷ là dạy Đức Thế Tôn, chứ nói kệ là Nhật Quỳnh kệ dở nhất luôn á. Dạ con không còn thấy bàn tay của vị nào nữa, con cung thỉnh ngài Trí Đức trở lại đạo tràng. Dạ con kính dâng bích đến ngài ạ. À.
Nam mô Bích Tha giá. Dạ, đạo tràng còn nghe Nhật Quỳnh không quý vị? Nhật Quỳnh nhìn lại đồng hồ thấy trễ quá rồi, lật đật buông mất điện. Dạ, không thấy ngài, dạ, trở lại đạo tràng. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức cha Nguyên Nhật Quỳnh, kính cảm ơn đạo tràng. Bây giờ thì con đã thấy tín hiệu ngài rồi, con kính dâng mít đến ngài ạ. À. Alo, 123, quý vị nghe rõ ha. Xà thủ, hôm nay bài này khó mà nhiều vị tham gia. Đọc một bài này tức là quý vị đã bao chót 423 câu. À, hay quá ha. À, mình chào sĩ công địa, ông thần tài, ông táo. Đọc một câu tức là chấm dứt 423 câu, ghê thiệt. Hàng diệu hôm nay vị nào cũng tham gia rất là tích cực. À, tham gia mà tiến bộ nữa nhé. Chứ đâu phải tham gia mà cái đọc bậy đâu. À, quý vị rất là ổn định, đứng vững trên đôi chân của mình. Quý vị đã vượt lên chính mình. Và tôi thấy rất là thành công. Căn bản quý vị đã có. À, như vậy thì sau cái bài học này ha, sau bài học này chấm dứt, chúng ta để một tuần, tức là 3 buổi để chúng ta sinh hoạt về những câu pháp cú này. Mà những cái câu này quý vị nào tâm đắc câu nào, 423 câu nhưng mà tâm đắc câu nào, rồi quý vị sẽ triển khai theo cái ý của mình. Bởi vì những câu Phật ngôn này thì Đức Phật có đối tượng, có người hữu duyên, cho nên Đức Phật mới thuyết ra. Còn chúng ta vô duyên và học lóm thôi, nhưng mà chúng ta phải hiểu theo ý nghĩa như thế nào của tục đế, chứ đừng nói về chân đế ha. Ai bây giờ đọc xong hiểu ý nghĩa của từng từ, đó là điều quan trọng ngày hôm nay. Câu đầu tiên, búp bê ni qua sân vô quê đi, búp bê ni qua sân vô quê đi. Câu này có ba từ ha. À, chữ búp bê ni qua sân, rồi chữ búp bê ni qua sân. À, do cái từ búp bê cộng với ni qua sa, chữ búp bê tức là do cái từ búp bá, nó là một tính từ trước, ở trước. À, nhưng mà chữ búp bê này nó được chia theo cái gì đây? Búp bê ni qua sân, cách thứ bảy, ở phía trước, tức là sát tầm ý quy pháp tí e có quá trình á. Búp bá biến thành búp bê ở phía trước, hay là đời trước, hay là trước đây ha. Rồi ni qua sân do cái từ ni qua xá, nó là một danh từ nam tính akranta cùng linh giá. Do căn ngữ quá quá sạch tí, tức là chỗ ở, sống. Thì ở đây búp bê ni qua sân nó được chia theo đối cách ha. Số ít đô tì gia quy pháp tí hệ câu quá trình ha. Ni qua xá biến thành ni qua sân, đời sống trước đây hay là đời trước, đời sống trước đây hay là đời trước. Rồi chữ quê đi, quê đi do căn ngữ quyết, đây là một cái động từ số ít, gọi là đã biết. Động từ này nói về quá khứ ha, đã biết, đã biết rồi sao, có chữ vô ở giữa, vô là người nào ha, vô là người nào, do đã từ giá. Nhưng mà đại từ giá nó vẫn làm chủ từ Bathama Ekawachana Vipati, cho nên giá biến thành vô. Vô có nghĩa là người nào đã biết về đời sống trước đây. Người nào đã biết về đời sống trước đây. Đó là ý nghĩa câu đầu ha. Câu số 2,
sắc ga ba dân cha bát sa ti sắc ga ba dân cha bát sa ti chữ sắc ga ba dân do hai từ cộng lại tức là chữ sắc ga cộng với a ba ya sắc ga nó là một danh từ nam tính akran tapum linh ga sắc ga có nghĩa là nhàn cảnh hay là cõi trời ha. Sắc giá là cõi trời. Rồi Appa giá, Appa giá ở đây cái từ Appa giá được chia theo đối các số ít đối tỷ giá của phát tỷ có quá trình á, nó biến thành Appa dân. Appa dân là địa ngục. Appa giá, Appa giá nó là một danh từ nam tính ha, và ám chỉ về khổ cảnh là cõi trời là nhàn cảnh mà apa giá là khổ cảnh. Vậy thì sắc gà ba sắc sắc gà ba dần có nghĩa là cõi trời và địa ngục, cõi trời và địa ngục. Rồi có chữ chá ở phía sau là và Pasati, cái động từ này có nghĩa là thấy. Đây là một số ít Pasati là thấy. Vậy thì sắc ga ba dân chá Pasati thấy được quả trời và địa ngục. Thấy được quả trời và địa ngục. Câu số 2. Rồi, bây giờ chúng ta qua câu số 3. Atho cha tích kha dân bát tô. Atho cha tích kha dân bồ. Câu số 3, chúng ta thấy có 3 từ ha. Atho là và hay là rồi thì ha. Atho rồi thì cha tích khả dân, cha tích khả dân do hai từ cha tí và khả dân. Cha tí nó là một danh từ nữ tính, ý có rành tái thì linh gá, cha tí là sự tái sinh. Rồi chữ khả dân do cái từ khả giá cũng là một danh từ nam tính, ác rành tái phung linh gá. Khả giá là sự chấm dứt. Nhưng mà khai giá được chia theo đối các số ít đối tỷ giá quy phát tiền có quá trình á, cho nên khai giá biến thành khai dân. Hai từ này đi chung với nhau, gia tích khả dân tức là chấm dứt tái sanh, sự chấm dứt tái sanh. Và từ cuối cùng bát tô, bát tô, bát tô, đây là một quá khứ con từ nam tính ha. Bát tô do cái từ bát ta và nó đứng làm chủ số ít bát ma nghe câu quan chánh nam phật tế bát ta biến thành bát tô. Bát tô là đã đạt đến, đã đạt đến. Rồi Atho cha tích khá dân bát tô, rồi thì đạt được sự chấm dứt tái sinh. Rồi thì đạt được sự chấm dứt tái sinh. Rồi câu tiếp. Apinya vô sĩ tô mu ni, Apinya vô sĩ tô mu ni. Apinya vô sĩ tô mu ni. Chữ Apinya, Apinya
Đây là một danh từ nữ tính ha. Các bạn ta ít thì linh gá. Apinya là thắng trí hoặc là trí tuệ cao. Thắng trí hay là trí tuệ cao. Apinya. Vosito, vosito do cái từ vosita. Vosita nó là một cái dạng quá khứ văn từ. Đã được hoàn hảo. Đã được hoàn hảo. Đã được hoàn hảo. Và chữ muni. Muni. Đây là một danh từ nam tính ha. Đứng làm chủ từ số ít. Bạc tham á. Em có quay trang lao quỷ pháp tí. À. Bậc Mâu Ni đạo sĩ, bậc Mâu Ni đạo sĩ tức là bậc hiền trí, bậc hiền trí sĩ Mâu Ni. Bậc Mâu Ni đạo sĩ. Và vậy thì cuối cùng này là bậc hiền trí đã hoàn hảo về các thắng trí. Bậc hiền trí đã hoàn hảo về các thắng trí. Và câu 5 câu 6 ha. Câu 5 câu 6. Sắp bao vô si tạo vô xà năng. Sắp bao vô si tạo vô xà năng. Đi dính chùm với nhau ha. Nhưng mà chúng ta phải cắt ra. Thấy rằng một cái nhóm lòng thòng như vậy thì nó có tất cả là ba từ. Sắp bao là một, vô si tạo là hai, rồi vô xà năng là ba. Sapa có nghĩa tất cả mọi thứ. Sapa là tất cả mọi thứ. Vosita đây là một cái dạng quá khứ phân từ. Đã được hoàn hảo. Vosita đã được hoàn hảo. Rồi Vosanang. Vô sa năng do cái từ vô sa ná, nó là một danh từ trung tính. Vô sa ná, nó được chia theo đối các số ít. Đô tỷ giao, quỷ phát tí ê câu quá trình ná. Cho nên vô sa ná biến thành vô sa năng. Vô sa năng là kết thúc, là cuối cùng. Tức là ám chỉ câu Phật ngôn 423 này là vô sa năng. Kết thúc ha. Để thì ba từ này đi chung với nhau. Sắp bảo vô si tác vô xà năng là có mọi sự hoàn hảo, đã được hoàn hảo. Có mọi sự hoàn hảo, đã được hoàn hảo. Tức là dầu có la lối, dầu có hung hăng, dầu có từ bi, mà kết thúc là gì? Chết. Con người của chúng ta trước sau cũng phải ra đi. Đó là sự kết thúc của danh và sắc này, của ngũ uẩn này. Rồi cái câu này thì quá dễ. Như Lai gọi là Bà La Môn. Tamahang pru mi brahmanang. Câu Phật ngôn 423. Người nào đã biết về đời sống trước đây, thấy được cõi trời và địa ngục, giờ đã đạt đến sự diệt tận tái sanh, là bậc hiền trí vì đã hoàn hảo về các thắng trí. Có mọi hoàn hảo, đã được hoàn hảo, ta gọi vị ấy là Bà La Môn. Lặp lại ha. Người nào đã biết về đời sống trước đây, thấy được cõi trời và địa ngục, giờ đã đạt đến sự diệt tận tái sanh, là bậc hiền trí
vì đã hoàn hảo về các tháng trí, có mọi sự hoàn hảo đã được hoàn hảo. Đó là vị ấy là Bà La Môn. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này: ai đời trước thấy rõ ràng cảnh khổ đọa xứ, cảnh nhàn chư thiên đã tận sanh diệt các miền, trí tuệ cao viễn tự viên tự thành, môn ni đạo sĩ đã đành, là bậc bất tử tên dành Bà La Môn. Ai đời trước thấy rõ ràng cảnh khổ đọa xứ, cảnh nhà chư thiên đã tận sanh diệt các miền, trí tuệ cao viễn tự viên tự thành, môn ni đạo sĩ đã dành đã đành, quốc tử tên dành Bà La Môn. À, Ngài Hòa Thượng Minh Châu thì tương đối ngụ ngôn dễ hơn ha. Ai biết được đời trước thấy thiên giới đọa xứ đạt được sanh diệt tận, thắng trí tự viên thành, bậc môn ni đạo sĩ viên mãn mọi thành tựu, ta gọi Bà La Môn. Ai biết được đời trước thấy thiên xứ đọa xứ, thấy thiên giới đọa xứ đạt được sanh diệt tận, thắng trí tự viên thành, bậc môn ni đạo sĩ viên mãn mọi thành tựu, ta gọi Bà La Môn. Và duyên sự câu Phật ngôn này, chúng ta sẽ nghe tại sao Đức Phật thuyết lên câu Phật ngôn này. Đó là ám chỉ một vị Bà La Môn tên là Devahita. Khi Đức Phật ngồi tại chùa Kỳ Viên, thì ông Bà La Môn này đã đến hỏi Đức Phật. Bởi vì cái nguyên nhân là có Đức Thế Tôn bị chứng bệnh cảm gió, ngài phán dạy trưởng lão Upawana đến nhà của Bà La Môn Đề Quý Ta xin nước nóng cho ngài. Vì trưởng lão Upawana đến nhà của ông Bà La Môn Đề Quý Ta trình bày bệnh chứng của Đức Thế Tôn rồi xin nước nóng mang về. Để nói lại cái vị trưởng lão Đề Upawana này, cái vị này bị Đức Phật đuổi khi mà quỳ trước mặt của Đức Phật, lúc mà Đức Phật chuẩn bị nhập Niết Bàn, thì Đức Phật bảo hãy tránh qua một bên, hãy đi chỗ khác, bởi vì coi như đối diện trực diện với Đức Phật, làm cho các vị chư thiên có đại thần lực xuống đảnh lễ Đức Phật. Nhưng mà bị cái vị này là choáng chỗ, tức là coi như không được trực diện với Đức Phật để đánh lễ Đức Phật, cho nên Đức Phật đuổi nó đi chỗ khác, tránh qua một bên, bởi vì có nhiều vị chư thiên có đại thần lực xuống ý kiến ta trong những giây phút cuối cùng. Và cái trường hợp này quý vị thấy rằng khi mà đối diện với Đức Phật theo các nước quốc giáo, nhất là Myanmar, thì quý vị thấy rằng không bao giờ đánh lễ trực diện mà nam tả nữ hữu, tức là đánh lễ Đức Phật phải đánh lễ hai bên chứ không phải là quỳ ngay với Đức Phật. Lấy cái sự tích này mà chúng ta khi mà đánh lễ Đức Phật ngài là thầy của chư thiên và nhân loại, thì chúng ta phải né qua một bên. Một là nếu là nam hay là nữ thì hãy chú ý nam tả nữ hữu, tức là đảnh lễ một bên, không trực diện đối với các nước quốc giáo cũng vậy, lấy theo cái gương của trưởng lão Upawana. Thì khi đến xin nước nóng nơi nhà của ông Bà La Môn Devahita, thì vị trưởng lão này trình bày Đức Phật ngài bị cảm gió, cần có nước nóng để mang về. Thì ông Bà La Môn Devahita nghe như vậy thì tâm rất là hoan hỷ. Ồ, Phật
Trên đẳng kinh gia bảo trưởng lão Upawana đi đến nhà của ta để xin nước nóng. Đây là một lợi ích cho ta rất là lớn. Rồi y bảo gia nhân gánh nước nóng cùng với mía dâng lên trưởng lão Upawana. Trưởng lão Upawana bảo cái nhóm gia nhân mang những cái thứ đó về chùa Kỳ Viên thỉnh Đức Phật tắm. Xong rồi ngài pha nước mía với nước nước nóng dâng lên Đức Thế Tôn. Khi mà dùng xong nước mía ấy thì bệnh của bậc đạo sư dứt khỏi. Ông Bà La Môn Đều Qua Hy Tá suy nghĩ rằng giờ đây ta nên cúng dường đến ai, cúng dường đến vị nào có quả phước nhiều, ta nên bạch hỏi bậc đạo sư. Và ông Bà La Môn Đều Qua Hy Tá đi đến tịnh xá Kỳ Viên đảnh lễ Đức Phật xong, bạch hỏi rằng người nên cúng dường đến ai và cúng dường đến người nào có quả phước nhiều, sự cúng dường như thế nào sẽ được kết quả tốt đẹp. Này ông Bà La Môn, vật cúng dường mà người cúng dường đến Bà La Môn như thế này mới có nhiều quả phước cao thượng. Như thế này, và Đức Phật ngài đọc lên câu Phật ngôn này, tức là cúng dường đến những cái vị mà biết được nhàn cảnh khổ cảnh, biết được đạt được những cái vấn đề sanh diệt của cảnh nhàn cảnh khổ với trí tuệ cao tột, trí tuệ đã được thành tựu một cách viên mãn, thì đó là những bậc môn ni ẩn sĩ. Những cái bậc trí tuệ, chứ môn ni ở đây cũng có nghĩa là trí tuệ hoặc là bậc hiền trí, viên mãn mọi thành tựu, thì Đức Phật gọi đó là Bà La Môn. Thì khi ông Bà La Môn Đều Qua Hy Tá thắc mắc nên cúng dường đến ai, vật cúng dường đến người nào có quả phước lớn, sự cúng dường như thế nào sẽ được kết quả tốt đẹp, thì Đức Phật ngài đọc lên câu Phật ngôn này: Bố bê ni qua sang vô quê đi sắc gà ba dân chấp phá sơ tí á thù chà tích khá dân bá tổ á phì nhà vô sĩ tổ mô ni sắp phá vô sĩ tá vô sà năng tá má hằng phù mũ cầm má năng. Tức là ai biết được đời trước thấy thiên giới đọa xứ, đạt được sanh diệt tận thắng trí tự viên thành bậc môn ni đạo sĩ viên mãn mọi thành tựu, ta gọi Bà La Môn. Mục đích ở đây có nghĩa là người mà biết rõ các uẩn đời trước, thấy được 26 cõi trời và 4 cõi đạo xứ bằng thiên nhãn, chứng đạt được vô lậu quả, tức là đạt được sự sanh sự diệt tận, có thắng trí được viên thành, tức là bằng cách thông suốt những pháp cần phải thông suốt, đoạn trừ những pháp cần phải đoạn trừ, chứng ngộ những pháp cần phải chứng ngộ, tức là đắc chứng được niết bàn, tu chứng được những pháp mà cần tu chứng. Khi mà Đức Phật thuyết lên câu Phật ngôn này thì ông Bà La Môn Đều Qua Hy Tá phát tâm tịnh tín, xin quy y Tam Bảo và tự tuyên bố mình là người cận sĩ nam trong giáo pháp của bậc đạo sư đến trọn đời. Với duyên sự này, Phật xin nước nóng của Bà La Môn tiện dịp thấy quen hỏi Thế Tôn, dân cúng hạng nào nhiều phước báo, hạng nào đáng được kính sùng hơn. Phật dạy, ai thông kiếp trước mình thiên đường địa ngục thấy phân minh, tục sinh đã diệt tâm toàn thiện, ta gọi Bà La Môn chính danh. Như vậy thì câu Phật ngôn này đến đây cũng kết thúc, và chúng ta cũng kết thúc 423 câu. Ngày thứ 7, ngày thứ 3, ngày thứ 5, 3 ngày
trong 3 ngày đó. Quý vị hãy chuẩn bị tinh thần. 423 câu, quý vị chỉ cần một câu nào mà tâm đắc, quý vị hãy triển khai. Thời gian có thể là nửa tiếng, có thể là 15 phút. Thì sự triển khai của quý vị tức là chứng tỏ trong cái sự học của chúng ta, chúng ta cũng tâm đắc, chúng ta cũng hiểu, chúng ta cũng thấy thích nghi, chúng ta đã áp dụng câu Phật ngôn này trong cuộc sống và chúng ta cảm thấy an vui. Thì ở đây cái điều quan trọng học đi học lại 12 năm rồi cũng là pháp cú, nhưng mà quý vị thấy mỗi cái câu cú chúng ta hiểu một cách khác nhau. Cái quan trọng là chúng ta thấy được pháp hay không. Với câu Phật đó, đối với Đức Phật, Ngài lập đi lập lại chứ không phải văn tự nha. Bây giờ chúng ta văn tự rồi bắt lỗi chính tả, hồi xưa đâu có trường hợp đó. Nghe Đức Phật lập đi lập lại và người ta chứng đắc, người ta thấy được cái pháp nó đúng với cái thực tánh, đúng với cái ba la mật họ đã tạo, và họ chứng đắc thánh quả. Còn bây giờ chúng ta nghe, nhưng mà cái vấn đề nghe, mỗi người nghe mỗi khác, nó khổ cái đưa cái bản ngã của mình vô đó nữa. Tôi nghe, cái ông đó nói đúng, ông kia nói sai, đúng sai làm gì vậy? Chúng ta hiểu cái pháp đó như thế nào, và chúng ta thấy được cái hay, cái đẹp của pháp đó hay không? Đó là điều quan trọng ha. Rồi 6 phút trôi qua, hôm nay không có thời gian để quý vị coi như cầm micro thôi. Lần tới ha, ngày thứ bảy quý vị sẽ cầm micro và quý vị sẽ trình bày. Cái này không có nói trước nha, đột xuất ai cũng phải chuẩn bị hết. Cái hay là cái mà coi như là kêu ai người đó nói. Chuẩn bị tinh thần, bình tĩnh mà run. Thôi, xin chấm dứt ở đây ha. Ê tê nạ sa chà quá chê nạ sô phi vô phô tụ sa bạ đà. Do lời chân thật này, xin dân quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni. Quý cô tu nữ cùng chư thiền nam tín nữ luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy gia. Xin mời quý vị xin cái Hồng Nhật ha, kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng. Alo, xin Hồng Nhật ơi.